nghệ sĩ với tiết mục Chung Vô Diệm Thâu Lục Quốc. Xin được hân hoan chào đón tất cả quý vị đại biểu cùng toàn thể quý vị khán giả đã đến với chương trình Tình Nghệ Sĩ Gây Quỹ cho Nghệ Sĩ Tâm Tâm trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng thưởng thức tiết mục mở đầu cho chương trình Đêm Tình Nghệ Sĩ hôm nay với tiết mục Chung Vô Diệm Thâu Lục Quốc, qua phần góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng trên sân khấu tuồng cổ, nghệ sĩ Xuân Yến, nghệ sĩ Bo Bo Hoàng, nghệ sĩ Thanh Loan, nghệ sĩ Thanh Thế, nghệ sĩ Thanh Hoàng, nghệ sĩ Kiều Phượng và nghệ sĩ trẻ Ngọc Trinh. Kính thưa quý vị, và tiết mục Chung Vô Diệm Thâu Lục Quốc với sự tham gia của các nghệ sĩ mà sân khấu gia đình chúng tôi và khán giả đã dành cho các cô, với những cái biệt tài đó là những nữ tướng của sân khấu tuồng cổ. Và khi nghe tin nghệ sĩ Tâm Tâm gặp nạn thì tất cả các cô cũng đã cùng chung tay với ban tổ chức đến để tham gia chương trình gây quỹ ủng hộ cho nghệ sĩ Tâm Tâm. Và chắc có lẽ bây giờ là xin mời hai cô sẽ đại diện cho các nghệ sĩ và sẽ gửi lời mong cho nghệ sĩ Tâm Tâm sớm hồi phục. Là xin bên đây là có lẽ là mời nghệ sĩ Thanh Loan ạ. Cô sẽ nói gì với nghệ sĩ Tâm Tâm trong giờ phút này ạ? Tâm Tâm ơi, hôm nay các cô, các chú, các anh chị, các bạn đồng nghiệp và cũng có tấm lòng tri ân khán thính giả thân mến, thân thương đã bỏ chút ít thời gian để đến nơi thủ đô để xem buổi chương trình đặc biệt của Tâm Tâm. Nhờ lòng tri ân khán giả, một tấm vé của khán giả, tức là một giọt máu của nghệ sĩ chúng tôi, nay Thanh Loan xin trân trọng cảm ơn tấm lòng tri ân của khán giả thân thương, mong cháu được bình phục để trở về với tổ nghiệp nghề, với các bạn đồng nghiệp thân thương. Vâng, và xin cảm ơn những tình cảm quý báu của các cô rất nhiều. Một lần nữa chúng ta dành tràng tay thật nồng nhiệt với các nghệ sĩ trong tiết mục Chung Vô Diệm Thâu Lục Quốc. Xin trân trọng cảm ơn các nghệ sĩ. Vâng, kính thưa tất cả quý vị khán giả thân mến, như chúng ta đã biết, vào ngày 19 tháng 9 vừa qua, nghệ sĩ Tâm Tâm đi xe máy trên đường đến bến xe để đi lưu diễn ở tỉnh thì chị đã bị bọn cướp giật giỏ sách và bị té chấn thương sọ não và phải chuyển vào bệnh viện 115 cấp cứu. Kính thưa quý vị, và khi hay tin nghệ sĩ Tâm Tâm gặp nạn thì không chỉ các nghệ sĩ mà khán giả cũng rất là quan tâm và lo lắng cho tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Tâm Tâm. Bởi Tâm Tâm chính là một trong những gương mặt nghệ sĩ trẻ, những tài năng sân khấu đã kế tiếp cái truyền thống sân khấu quý báu của nước nhà. Và đặc biệt là nghệ sĩ Tâm Tâm đã đoạt được huy chương vàng triển vọng nghệ thuật vũ trang năm 2000 với vai diễn Lý Chiêu Hoàng. Và kính thưa tất cả quý vị, khi được nhận được tin nghệ sĩ Tâm Tâm bị tai nạn chấn thương sọ não và hôn mê sâu nằm tại bệnh viện 115 thì đã có rất nhiều các nghệ sĩ đã đến nơi bệnh viện để hỏi thăm nghệ sĩ Tâm Tâm. Và bên cạnh đó thì nghệ sĩ Nguyễn Vũ Linh và công ty cổ phần đầu tư giải trí Phước Sang cũng muốn thực hiện một chương trình để giúp đỡ nghệ sĩ Tâm Tâm cũng như gia đình vượt qua nỗi đau này. Và trong chương trình hôm nay với đêm chủ đề Tình Nghệ Sĩ, như minh chứng cho tình nghệ sĩ luôn luôn sát cánh kề vai bên nhau khi gặp nạn, và chúng tôi cũng nhận được sự yêu mến ủng hộ của tất cả quý vị bên đây dành cho đêm nhạc Tình Nghệ Sĩ. Vâng, cảm ơn quý vị. Và lâu lắm rồi là chúng ta mới thấy là khán phòng của Rạp Thủ Đô đã dường như là kín các chỗ ngồi, và ở trên lầu cũng có rất nhiều khán giả, phải không thưa quý vị? Khán giả trên lầu quý vị có xem rõ không ạ? Vâng, mỗi một tấm vé của quý vị đó chính là một cái niềm tin để cho nghệ sĩ Tâm Tâm sẽ sớm hồi phục và trở lại với sân khấu. Kính thưa quý vị, thay mặt những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin tri ân những tấm lòng tốt của các mạnh thường quân cũng như khán giả. Và đặc biệt chúng tôi xin chân thành cảm ơn các y bác sĩ bệnh viện khoa hồi sức ngoài bệnh viện 115 đã tận tình cứu chữa cho nghệ sĩ Tâm Tâm. Chúng tôi cũng xin được chân thành cảm ơn các kiều bào ở hải ngoại cũng như các nghệ sĩ, và đặc biệt là quý vị khán giả tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ủng hộ cho nghệ sĩ Tâm Tâm, và đặc biệt là đêm nay với sự hiện diện của tất cả quý vị đã đến thưởng thức chương trình Tình Nghệ Sĩ cũng như sự quyên góp của quý vị dành cho nghệ sĩ Tâm Tâm sớm vượt qua
và một lần nữa cùng với Hữu Quốc và những người thực hiện chương trình, Quỳnh Như xin được trân trọng gửi lời tri ân đến tất cả quý vị khán giả đã dành thời gian quý báu cũng như tinh thần để đến xem cổ vũ cho chương trình đêm nay để giúp cho nghệ sĩ Tâm Tâm vượt qua nỗi đau tai nạn. Và một lần nữa xin được gửi lời tri ân chân thành đến tất cả quý vị khán giả tại Đài Thủ Đô đêm nay. Kính thưa quý vị, và trong mấy ngày qua thì khán giả, đặc biệt là khán giả ở mọi miền đều quan tâm đến tình hình sức khỏe của Tâm Tâm hiện giờ như thế nào, và đến dự với chương trình Tình Nghệ Sĩ đêm nay, ngoài sự góp mặt quý báu của quý vị khán giả, chúng tôi cũng nhận thấy sự hiện diện của các bác sĩ đến từ Bệnh viện 115. Kính thưa toàn thể quý vị, và giờ đây trong giây phút thật đầm ấm cũng như là thật thân thương tại Đài Thủ Đô, bên cạnh phần góp mặt của tất cả quý vị khán giả thân thương, Quỳnh Như và Quốc xin được trân trọng kính mời các bác sĩ của Bệnh viện 115 là ekip đã trực tiếp mổ ghép sọ cho nghệ sĩ Tâm Tâm, trân trọng được kính mời bác sĩ Phùng Quốc Thái, trưởng khoa ngoại thần kinh Bệnh viện 115, trân trọng được kính mời bác sĩ Phan Thanh Tươi, trân trọng kính mời bác sĩ Võ Bá Lộc cùng lên sân khấu để nhận những bông hoa tươi thắm cùng với các nghệ sĩ của chúng ta ngày hôm nay. Xin quý vị một tràng pháo tay để đón chào các bác sĩ đến từ Bệnh viện 115. Dạ, xin mời các bác cùng lên sân khấu ạ. Rất nhiều quý vị khán giả cũng đang rất quan tâm đến tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Tâm Tâm, cũng như là cũng muốn gặp gỡ ekip đã thực hiện ca phẫu thuật cho nghệ sĩ Tâm Tâm. Trân trọng được kính chào các bác sĩ, và xin quý vị một lần nữa một tràng pháo tay cho ekip bác sĩ Bệnh viện 115. Kính thưa các bác sĩ, hiện nay thì không chỉ các nghệ sĩ và đặc biệt là khán giả hiện nay là cũng biết tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Tâm Tâm sau hơn 10 ngày nằm ở khoa cấp cứu như thế nào, các bác sĩ có thể đại diện trả lời được. Alo. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay chúng tôi rất là vui và cảm động trước một cái buổi giao lưu nghệ thuật tình nghệ sĩ này. Thì trước hết là chúng tôi xin cảm ơn với công ty cổ phần đầu tư giải trí Phước Sang, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cùng các nghệ sĩ cải lương, ca sĩ đã tổ chức một cái buổi giao lưu nghệ thuật đặc biệt này. Thì chúng tôi cũng mong rằng là chúc nghệ sĩ Tâm Tâm vượt qua cái giai đoạn nguy hiểm này và mau chóng hồi phục sức khỏe để trở lại với sân khấu để cùng khán thính giả sau này. Và chúng tôi cũng xin thông báo là tình hình của nghệ sĩ Tâm Tâm hiện nay là chúng tôi đã phẫu thuật và cho thở máy rồi hồi sức tích cực, thì hiện nay là bác sĩ nghệ sĩ Tâm Tâm đã được rút ống cai thở máy, rút ống nội khí quản, và hiện tại bây giờ đã có thể tiếp xúc sơ bộ được với người nhà được rồi. Nên xin cũng và chúng tôi cũng qua đây thì chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới công ty Phước Sang và các nghệ sĩ đã tổ chức buổi hôm nay, và cũng thay mặt cho tập thể cán bộ nhân dân 115, chúng tôi sẽ cố gắng là mang hết những cái lương tâm, trách nhiệm, tài năng và trí tuệ để tiếp tục phục vụ nhân dân được tốt hơn. Xin cảm ơn. Vâng, kính thưa tất cả quý vị khán giả, đó là những lời chia sẻ rất chân tình, rất thương yêu của các bác sĩ của Bệnh viện 115 đã cùng đến và dành thời gian rất quý báu trong buổi tối hôm nay để cùng gặp gỡ và giao lưu với tất cả quý vị khán giả đang cùng quan tâm đến sức khỏe của nghệ sĩ Tâm Tâm. Xin được thay lời cho gia đình nghệ sĩ Tâm Tâm và đặc biệt là các nghệ sĩ có mặt trong chương trình hôm nay, rất chân thành cảm ơn sự hiện diện rất quý báu của quý bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình. Kính thưa quý vị, và đại diện cho nghệ sĩ và người cùng phối hợp với công ty Phước Sang đó chính là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nghệ sĩ Hồng Kiến và nghệ sĩ Ngân Huệ sẽ có ba bó hoa tươi thắm dành tặng cho những vị đại diện cho lương y như từ mẫu đã có mặt ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nghệ sĩ Ngân Huệ, nghệ sĩ Hồng Kiến sẽ trao những
rất nhiều ạ. Dạ, cảm ơn quý bác sĩ rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, và trong giờ phút này thì thôi đứng trên đây cho anh Nam cao chút xíu ạ. Vâng, và bây giờ là chúng ta sẽ cùng nghe tâm sự của người anh cả của thế hệ nghệ sĩ cải lương trưởng thành sau 1975, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sẽ có đôi lời tâm sự cùng với quý vị khán giả. Có thể cho quý vị khán giả biết là vì sao khi mà nghe nghệ sĩ Tâm Tâm gặp nạn thì anh lập tức tổ chức cùng với nghệ sĩ Phước Sang tổ chức ngay cái chương trình này. Kính thưa quý vị, kính thưa mến, như Tâm Tâm thì cũng là con cháu của thế hệ trước, cũng đã từng chung vai diễn rất là nhiều vở tuồng, thì thế hệ cải lương thì biết rồi, lúc nào cũng là kính trên nhường dưới. Vì thế khi nghe Tâm Tâm bị một tai nạn, không riêng chị Linh mà tất cả nghệ sĩ, luôn cả kịch sĩ và luôn cả ca sĩ đều nóng lòng để hỗ trợ cho Tâm Tâm để sớm được bình phục để trở lại sân khấu, thì không phải vì riêng Linh Phước Sang đâu. Hôm nay có tất cả toàn bộ nghệ sĩ đến đây tổ chức chương trình và không nhận thù lao, để hy vọng rằng số tiền này sẽ đến tận tay gia đình của Tâm Tâm và cầu nguyện cho cháu sớm được mau bình phục để trở lại sân khấu cùng với các bạn bè, các anh chị và các cô chú. Và như đây Linh cũng chân thành thay mặt cho tất cả nghệ sĩ chân thành cảm ơn tình cảm quý vị đã có mặt hôm nay. Một chiếc vé là một cầu nối, một tinh thần để cho cháu Tâm Tâm sớm bình phục. Và nếu quý vị nào có nhã tâm thì nơi đây có một chiếc thùng, quý vị hãy bỏ chút ít tiền vào đó để gây một quỹ đến cho nghệ sĩ Tâm Tâm. Linh đại diện cho tất cả nghệ sĩ chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, từ đây cho đến cuối chương trình thì trước mặt chúng ta có một cái thùng liên lạc, rất mong những cái tình cảm của quý vị chúng ta sẽ bỏ một số tiền ít ỏi của mình vào đây, và khi kết thúc chương trình chúng tôi sẽ công bố cái quỹ mà chúng ta gây được ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, và ngoài cái số tiền bán vé ngày hôm nay thì các nghệ sĩ, các ca sĩ như là các nghệ sĩ kịch nói cũng như là khán giả hiện nay cũng như là trên các diễn đàn thì cũng đã quyên góp những cái số tiền quý báu để mà hỗ trợ kinh phí mổ cho nghệ sĩ Tâm Tâm. Vâng, và kính thưa quý vị và thân mến, thì đây nên có xin giới thiệu cho quý vị chương trình hôm nay, ngoài những cái tiền bán vé ra thì nữ nghệ sĩ Tài Linh cũng đã gửi về cho Linh một số tiền là 5 triệu đồng, và cũng như nữ nghệ sĩ Phương Hồng Thủy cũng gửi một số tiền về để Tâm Tâm, và đôi nghệ sĩ Chí Linh Dân Hà cũng như Minh Tâm chị Tài Lương ở bên Pháp cũng đã gửi tiền về để hỗ trợ, và nữ nghệ sĩ Ngọc Quyên cũng đã có gửi tiền về để hỗ trợ cho nghệ sĩ Tâm Tâm, đại diện cho tất cả nghệ sĩ. Cảm ơn tất cả nghệ sĩ ở hải ngoại đã có lòng với lời chào Tâm Tâm. Vâng, kính thưa quý vị, ngoài cái phần mà nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vừa nói thì là người nhà của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cũng đã đóng góp với số tiền của chúng ta là 6.550.000 đồng. Và đặc biệt là trên Facebook của thành viên Cá Con thì cũng quyên góp những tấm lòng gần xa của một số nghệ sĩ hải ngoại, nghệ sĩ kịch nói và khán giả vân vân, với số tiền mặt là 32.800.000 đồng cùng với 200 đô. Vâng, và quỹ của nghệ sĩ ưu tú Phương Hồng Thủy đó là quỹ tấm lòng nghệ sĩ do nghệ sĩ ưu tú Phương Thủy, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và nghệ sĩ ưu tú Thuận Mỹ thành lập, với số tiền 5 triệu đồng. Và phút khác cúng tổ vừa qua, trong chương trình của nghệ sĩ Vũ Luân thì các khán giả đã quyên góp được số tiền gần 10 triệu đồng, và nghệ sĩ Vũ Luân đã làm tròn số thành 10 triệu. Và fan nghệ sĩ Kim Tử Long, nghệ sĩ Kim Tử Long với số tiền là 200 đô la cộng với 3 triệu tiền mặt. Nghề nhà của Lê Quốc Tùng là 1.500.000 đồng. Và nghệ sĩ Ngọc Tuyền vừa diễn xong trích đoạn Lục Vân Tiên từ Việt Nga cùng với Trần Hào ủng hộ số tiền là 10 triệu đồng. Xin mời nghệ sĩ Ngọc Tuyền cùng bước ra sân khấu để bỏ vòng thùng liên lạc.
Và bên cạnh Hồng Quốc là nghệ sĩ Hồng Yến, thì vừa qua là Hồng Yến cũng có vận động một số bạn bè gần xa, đặc biệt là Quang, nghệ sĩ Ngọc Đáng và nghệ sĩ Chí Sang hiện nay là đang ở bên Mỹ, đứng ra quyên góp gửi về cho gia đình nghệ sĩ Tâm Tâm với số tiền là 800 đô la Mỹ. Và cùng với là hiện vừa qua là chúng ta cũng biết là nhân viên âm thanh của rạp Thủ Đô, đó là anh Minh Nhật, cũng đã qua đời, và cái số tiền của nghệ sĩ Ngọc Đáng và Chí Sang nhân góp cũng được là 300 đô la, và một chút xíu nữa Hồng Yến sẽ trao tặng cho nhân viên rạp và chuyển cho gia đình anh Minh Nhật. Và ngoài ra thì chúng ta có những em trai thành viên câu lạc bộ cải lương Việt Nam chấm cơm là 500.000 đồng, chị Vicky và chị Single ở Virginia với số tiền là 100 đô la. Và đặc biệt là một em nhỏ, rất là nhỏ, mới học lớp 7 thôi ở trường Lê Quý Đôn, đã quyên góp bạn bè mình với số tiền là 20 triệu đồng, thưa quý vị. Vâng, đại diện những người chủ trì chương trình, chúng tôi cảm ơn những tấm lòng vàng của quý vị rất nhiều. Và gần kết thúc chương trình, chúng tôi sẽ công bố toàn bộ số tiền chúng tôi đã thu được trong hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nghệ sĩ Hồng Yến. Và xin được kính mời hai nghệ sĩ Nhật Bó Hoa Tề Thắm về phía ban tổ chức chương trình. Và kính thưa tất cả quý vị, với tinh thần một miếng khi đói bằng một gói khi no và tinh thần tương thân tương ái, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cùng với nghệ sĩ Hồng Yến và tất cả các nghệ sĩ chung tay để cùng góp sức cho nghệ sĩ Tâm Tâm sớm vượt qua nỗi đau này và cũng như sớm bình phục để trở lại với sân khấu cùng với quý vị khán giả thân yêu. Và xin được một lần nữa chân thành cảm ơn sự đóng góp trực tiếp của tất cả quý vị ngay tại khu vực thông tin trên sân khấu. Kính quý vị, và để thực hiện chương trình này thì khi mà ban tổ chức chúng tôi vừa phát động chương trình thì có rất nhiều các nghệ sĩ ở lĩnh vực sân khấu cải lương, rồi các ca sĩ cũng như là các diễn viên hài vân vân, rất nhiều người tình nguyện tham gia, nhưng mà vì chương trình những thời gian có hạn nên đến giờ cuối thì cũng có rất nhiều cái tiết mục các nghệ sĩ mà đăng ký trễ và không thể tham gia được. Mong rằng là quý vị sẽ thông cảm với chương trình. Và giờ đây chúng ta sẽ cùng bước vào chương trình đối diện của các nghệ sĩ. Kính thưa quý vị, chúng ta hãy cùng dành tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với tiếng hát của nam ca sĩ trẻ Nhật Minh. Xin cảm ơn anh chị rất là nhiều. Và lời đầu tiên cho những anh gái quý vị, các tác giả có mặt trong cái tượng rạp Thủ Đô ngày hôm nay, lời chúc sức khỏe lên chào Tiến Thư và trân trọng nhất. Xin cảm ơn quý vị. Và tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Xin mời quý vị cùng nghe lại bài hát mang tên Truyền Tình Trinh Nữ Tinh Thi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Xin cảm... Số tiền để mà lo cho cái qua cái tai nạn này, xin cảm ơn và xin chào tạm biệt quý vị. Vâng, xin cảm ơn những tình cảm của quý vị dành cho Nhật Minh. Và kính thưa quý vị, với những tình cảm rất đặc biệt, các ca sĩ, các nghệ sĩ đã cùng có mặt trong chương trình Tình Nghệ Sĩ đêm nay, và với những chia sẻ của họ dành cho nghệ sĩ Tâm Tâm và cũng như những tình cảm của quý vị dành cho nghệ sĩ Tâm Tâm, thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng thưởng thức tiếng hát và phần trình diễn của nữ nghệ sĩ Ngân Huệ. Và xin quý vị một tràng pháo tay dành cho nghệ sĩ Ngân Huệ. Xin cảm ơn quý vị. Ngân Huệ xin kính chào bà con và các chị, lời chào trân trọng nhất. Cảm ơn rất nhiều. Đêm nay Ngân Huệ rất là xúc động và rất là sung sướng để hát chương trình cầu nguyện các chư Phật mười phương để phù hộ cho em Tâm Tâm sớm được tai qua mà khỏi. Cảm ơn rất nhiều. Sau đây Ngân Huệ hát bài hát Y Lạc sáng tác của Quế Linh. Hãy subscribe.
vị cùng đến với bài Tân Cổ Giao Duyên, Trai Tài Gái Sắc, nhạc Mã Thu Giang, lời vọng cổ tác giả Bạch Mai, một phần biểu diễn của vũ đoàn Vân Trang cùng với hai nghệ sĩ quý vị đang yêu mến. Kính thưa quý vị, huy chương vàng giải thưởng vũ trang Lê Hồng Thấm cùng với chuông vàng vọng cổ Võ Minh Lâm. Thank you.
xuồng anh chở em đi. Mẹ mới lo đó chứ. Giữa núi rừng hoang vắng như vậy thì làm sao lại có tiếng người reo
vào trong thai lại bộ đồ tan đi con. Nếu bộ chú mà có thấy được con cũng là đàn bà, có chồng quá cố chắc chút chẳng giúp được có gì tới đâu. Mẹ ơi, nghe lời mẹ, nếu như có chuyện gì xảy ra thì con nhớ là cặp bến mưa xong mà cứ chạy nghe con. Mẹ ơi, lẹ lên đi đó, lẹ đi. Có ai trong nhà không? Alo. Ai đó? Ai mà gõ cửa già già nửa đêm vậy? Tôi là kẻ lỡ bước lạc đường, xin gia chủ tư tình do nhờ giết tướng. Dạ xin lỗi, nhà có phụ nữ nên không tiện mở cửa cho nam nhân. Xin quan hãy đi sâu vào núi bên kia và tìm nơi ẩn đỡ đi. Thưa gia chủ, tôi là tướng Triều Đình đi dẹp giặc ô qua, đến đây thì lạc đường không biết lối ra, xin gia chủ tư tình chỉ giúp đẻo ra đi ngài. Sao ngài là tướng của Triều Đình đi dẹp giặc ô qua? Thương nhân, mời ngài vào.
lấy đất đặt trung ơn này mới phải. Và bấm bức tranh là con dân trong thời nước loạn, đó là bốn phận phải là đấu giác nhận tổng lòng của truyền. Dạ. Dạ mời bức tranh rồi. Để già này vào lâu sửa soạn cái chỗ của chú bức tranh nghỉ ngơi. Đi dạ thôi không giáo viện lão hậu. Chỉ giáp vũ trong người, bốn chất chỉ xin được phép ngồi đây. Ngồi cạnh bàn thờ ở bên đây để định thần dài khắc này rồi. Thưa lão hậu. Dạ vậy xin mời bức tranh. Dạ. Dạ kính thưa lão hậu, chẳng hay anh già nay thọ được bao nhiêu niên kỷ, vì sao mới lìa trần, và vợ con còn mất ra sao thưa lão hậu? Bất trạng muốn hỏi đến con rể của già. Dừng. Câu chuyện nó rất đối tượng tâm chưa. Xin lão mẫu chớ bận tâm. Dạ thưa lão mẫu, phiền lão mẫu cho bổn chức được phép gặp chị nhà để ra mắt vào hỏi chị nhà vài câu có được chăng? Dạ xin dân. Con à, ra đây đi con. Dạ. Dạ mẹ gọi con. Nè, con hãy ra vào hỏi bức trạng đi con. Chị hãy đứng lên. Bổn chức thay mang chức trọng triều đình, nhưng cũng xuất thân từ bổn bằng hàng nhân giả vua nên. Con có sao không con? Trời ơi, mẹ đã nói rồi hả? Con cứ thức khuya mà quy tơ vệt rủa như thế này thì người đâu mà chịu nổi. Cãi mẹ không? Dạ bẩm quốc trạng, tại vì con gái của già cứ mãi mê nhớ thương tới cái người chồng quá cố, nên cứ chấm đầu vào cái công chuyện xanh dày, vậy nó xin quốc trạng được. Dạ, bắt tội. Không sao, không sao. Dạ thưa lão mẫu, giờ phiền lão mẫu cho bổn chức được gặp riêng chị nhà để hỏi thăm về cái chết của ông anh dạy con có được chăng? Dạ quốc trạng đã truyền từ già này đâu dám cãi con à. Dạ. Nè con hãy qua cho quốc trạng hỏi vài lời, nhớ lựa lời mà nói nghe con. Mẹ. Nè không có sao đâu, để mẹ đi á lấy cho ngựa của quốc trạng dạy bụng thóc, nhớ nghe con.
Vân Phi, Trường Việt Nga, có phần biểu diễn của nghệ sĩ Ngọc Tuyền, Minh Đức và Loan Phụng. Kính thưa quý vị, và giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Thanh Sơn, bài hát được mang tên Hồ Quê. Và với bài hát này chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với tiếng hát của hai ca sĩ trẻ Cát Cát, Hồng Phượng cùng với vũ đoàn Vân Trăng. Bỏ
lên vườn anh thôi chứ mà. Em nói là không có gì mà. Thật sự đã hết tất cả, không còn
Thai lòng mỗi người
con đi, con phải nói nó. Nhưng con ra ngoài này, ra ngoài này, cha con dễ bày tỏ tâm sự hơn, nói với con chuyện gì, hả? Cha, điều con sắp nói ra đây, tưởng như trên đời này sẽ không bao giờ có, mà nó lại có. Nó xảy ra với chính con sợ quá cha ơi. Cô cha đi, nói đi con, chuyện gì? Sao? Hả? Cha ơi, cha ơi, Thành, Thành nó sao con? Hả? Cha ơi, Thành, Thành sao? Tại Thành đó là gì? Hả? Thành đó là gì? Là gì? Là em gái ruột của con. Con tắm là con không, con chơi con luôn, đi nơi, lại con đồ, con đó, con đồ đó.
gieo vào đầu con tôi. Đừng bao giờ gieo vào đầu con tôi một cái chuyện khốn nạn, cái chuyện ghê tởm này. Đừng bao giờ gieo đầu con tôi một chuyện này. Cảm ơn những tình cảm rất yêu mến của quý vị dành cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cùng nghệ sĩ Vũ Linh.